Xin chào cả nhà đến với phiên bán hàng ngày mùng 2 tháng 5 năm 2023 nha. Thì hôm nay em lên một video nhỏ chia sẻ cho cả nhà những mặt bông, đó là Thảo Nguyên 2, Hồng Phấn, Năm Cánh Trắng Bạch Tuyết, rồi Hồng Gia Lai, Hồng Yến, Hồng Nhật Hà nha cả nhà nha. Thì ở đầu video em giới thiệu và chia sẻ cho cả nhà một chậu Thảo Nguyên 2 nha cả nhà nha. Năm Cánh Trắng Thảo Nguyên 2 nha cả nhà nha. Mắt Bảo Duy 2 á. Đôi mắt mấy chiếc chuẩn Bảo Duy nha. Thì đây là một chậu Thảo Nguyên 2 rất là to như cả nhà nha, mầm gốc rất là lực như thế này. Đây, hai mầm gốc và kiên thân rất là nhiều nha. Đây, kiên thân đây nữa nè cả nhà. Đây, kiên thân ha. Thì chậu Thảo Nguyên 2 nái này em chia sẻ cho cả nhà mình giá là 850 nha. Đó, có mầm gốc lực như thế này. Đây, để có rất là nhiều kia anh Thanh, 1 kia, 2 kia, 3 kia, 4 kia, 5 kia, 6, 7 kia như thế này nha cả nhà nha. Thì chỗ Thảo Nguyên 2 chia sẻ cho cả nhà mình giá là 850. Tiếp theo em chia sẻ cho cả nhà một chỗ Hồng Phấn nha cả nhà. Hồng Phấn có hai mầm gốc rất là lực như thế này, chia sẻ cho cả nhà mình chỗ này là 650 nha. Đây, hai mầm gốc lực như cả nhà nha. Chỗ Hồng Phấn này em chia sẻ cho cả nhà mình 650 mầm gốc lực nè, thân già. Để cả nhà mình có thể kích được kỳ hoặc làm hoa được rồi nha. Rồi, tiếp theo thì em chia sẻ cho cả nhà một chậu năm cành trắng bạch tuyết. Kỳ này là một kỳ bạch tuyết mầm gốc rất là lực, kỳ 52 cả nhà nha. Đây, mầm gốc mở lá rất là khỏe nè. Đó, kỳ 52 thì thường mầm gốc nó mở lá rất là lực nha cả nhà nha. Và đây, ở bên này còn một mắt gốc đang lú như thế này nữa. Thường những kỳ 52 thì cả nhà mình mua về rất là lợi thế ha. Mầm gốc mở lá khỏe nha cả nhà nha. Đó, chậu bạch tuyết này em chia sẻ cả nhà mình giá là 450 nha. 450 cho chậu năm cành trắng bạch tuyết này. Rồi tiếp theo em chia sẻ cả nhà một chậu bạch tuyết này, cả nhà mình có thể về làm nái được nè. Thân già em đã kích và nó đang lú một cái kia tự nhiên ở bên đây. Về thân già thì mới kích sau thôi nha, kia này lú trước ha. Đây, hai mầm gốc rất lực như này, chia sẻ cho cả nhà mình chậu này là 650 nha. Đó, chậu này về có thể làm nái ok cả nhà nha. Hai mầm gốc lực, thân già đang đeo kỳ. Đó, đó, chậu bạch tuyết này 650 nha cả nhà. Tặng cho cả nhà một cái kia tí hon ở bên đây. Đó, tiếp theo thì em có Hồng Gia Lai đang nụ này nha cả nhà nha. Đây, chậu này kích và phun nụ rồi nha cả nhà. Đây, đó, chậu Hồng Gia Lai này đang nụ nha. Mầm gốc mầm gốc thì chưa có lên nhưng mà nhảy một cái kia tự nhiên trên thân như thế này. Thân mẹ đang phun nụ như này, chỗ Hồng Gia Lai em chia sẻ cả nhà mình giá là 300.000 nha. 300.000 cho chỗ Hồng Gia Lai này nha. Đó, phun nụ nè. Có kia dinh thân này, mầm gốc thì còn rinh chưa có lên, chưa có làm nha cả nhà. Chỗ Hồng Gia Lai em chia sẻ cho cả nhà mình giá là 220 nha. 220.000 đang có hai cái mầm gốc và lũ kia dinh thân như này, 220 nha cả nhà nha. Cây rất là mập đan khỏe ha. Đang sưng rất là nhiều kia. Và có hai mầm gốc 220.000. Ở đây em có một chậu Hồng Yến. Đây em có chậu một cây tiểu điệp hồng. Cái này là tiểu điệp hồng nha cả nhà nha. Tiểu điệp hồng đang có nụ nè. Đó, tiểu điệp hồng đang có nụ này, em chia sẻ cả nhà mình giá là 250 nha. Đang có nụ và có những chồi gốc đang nhú lên như này. Tiểu điệp hồng 250 nha cả nhà nha. Tiểu điệp hồng đang có nụ nè. Đó, lên ba cái chồi gốc ha, 250. Ở đây em có chỗ Hồng Yến, em chia sẻ cho cả nhà mình giá là 400.000 nè. Chỗ này là chỗ Hồng Yến bự như vậy nha, size to nha. Đây, đang có mầm gốc ở bên đây. Cái này thì nó là một cái mầm gốc, còn bên này nó là một cái thân mẹ và đang nhảy cái mầm gốc thứ hai. Đó, chỗ Hồng Yến em chia sẻ cho cả nhà mình giá là 400.000 ha. Cây này là một cái cây thanh thủ cả nhà. Cả nhà nhìn cái size của nó nè. Đó, rất là to mập ha. Chợ Hồng Yến thì 400.000. Quay tổng thể cho mình coi cái cây ha. Rồi tiếp theo em có một cây mắt mờ Hải Dương gộp với một cái combo năm cành trắng Nha Trang. Thì mắt mờ Hải Dương với năm cành trắng Nha Trang, đây là cây mắt Hải Dương mắt mờ là cây 52 màu gốc khỏe gộp với lại một cây năm cành trắng Nha Trang này, em gộp đơn cho hai cái cây này là 300.000 nha. Đó, 300.000 cho Hải Dương mắt mờ kia 52 và năm cành trắng Nha Trang của kia 52, gộp đơn hai cái chậu này là 300.
Ở đây em có một cây nam cành trắng phú quý chia sẻ cả nhà, một cây này là 179.000 nha. Đó, nam cành trắng phú quý 179 ha. Một cái cây 52 mầm gốc rất là khỏe. Rồi, tiếp theo em có một chậu này là hồng nhật hạ nha cả nhà nha. Hồng nhật hạ thì hiện tại ở vườn cũng đang có hoa. Nên cả nhà mua cây bên em thì yên tâm về giống nha. Đây, chỗ hồng nhật hạ này nó có hai mầm gốc như thế này, rất là lực. Và hai cái thân mẹ, thân mẹ này thì nó đang đeo ba cái kỳ. Đây nha cả nhà. Chỗ hồng nhật hạ này chia sẻ cả nhà mình giá là 900.000 ha. Hai mầm gốc lực, hai cái thân già và một cái thân bên này thì đang đeo cái ba cái kỳ. Hồng nhật hạ này 900.000 nha cả nhà nha. Đây ba cái kỳ này nha, đang lên rất là đẹp ha. Đó. Thì cả nhà mua cây bên em thì cứ yên tâm về giống, tại vì hồng nhật hạ ở vườn em thì cũng đang có hoa. Đây, vài bữa căng là sẽ quay video cho cả nhà mình coi hoa nha. Hồng nhật hạ này đang có hoa. Đó, đó là chậu tổng thể chậu hồng nhật hạ 900.000 nha cả nhà nha. Hai mầm gốc lực, hai thân mẹ và cái thân này thì đang đeo ba cái kỳ ha. Đó. Cho cả nhà coi cái bông bợt. Bợt thì là một cái thể trạng thì cây khỏe và nó lâu tàn hoa, nên cái bông này nó bây giờ nó còn có giá trị hơn những mặt bông ve khác á. Nhà chơi hoa rất là bền ha, vừa thơm vừa bền và lâu tàn nữa. Đây là một tổng thể một chậu bợt, nó khuôn hoa nó không có được căng tại vì bông kích đó cả nhà. Đó, thì bông này rất là đẹp và bền, chơi rất là lâu tàn ha. Còn cho cả nhà coi cái mặt bông chè gừng. Nói chung là chè gừng ở vườn em thì ai mua thì cũng yên tâm về giống, tại vì cây nó đã nở hoa nhiều lần rồi. Ở đây là một cái bông chè gừng kích nhưng cũng khá là ok nha cả nhà nha. Nên cả nhà mình có sưu tầm chè gừng thì mai mai có giống em sẽ chia sẻ cho cả nhà ha. Tại vì em còn mấy chậu nữa nó đang có cây. Đó, bệt mũi trắng nha cả nhà nha, năm cánh trắng nha, bệt mũi trắng chè gừng ha. Đó. Cho cả nhà coi cái hoa bạch tuyết đã tàn và ngắt xuống. Nhìn đôi mắt của nó rất là xịn sò nha cả nhà nha. Bạch tuyết dù sao ở một cái cây tầm trung thì nó cũng rất đáng chơi, thì mắt đậm nè, mũi trắng nè. Mặc dù thì có tác động của thuốc nó vẫn có ra một chút mũi màu nha cả nhà nha. Còn đây là tổng thể cái mắt mũi bạch tuyết cho cả nhà mình coi. Cắm thì em đã ngắt rồi. Đó, tàn rồi nha cả nhà nha. Lưu giữ lại chút kỷ niệm trước khi ngắt xuống. Rồi, thì video ngày hôm nay của em thì có những mặt hàng như vậy. Cả nhà mình có mua gì thì liên hệ số điện thoại Zalo danh tiêu đề nha. Cảm ơn cả nhà luôn theo dõi kênh YouTube của Việt Toàn Hoa Lan nha. Rồi, chúc cả nhà những ngày lễ nghỉ thật là nhiều niềm vui ha. Xin chào cả nhà.